Vâng, em chính mình định chào tất cả các bác nè. Hàng về ngày cuối tuần ngày thứ 6 thì về được hai cặp bot 301 series 2 nha các bác. Hai cặp bot 301 series 2. Đẹp xuất sắc, đúng cặp, cặp trên và cặp dưới đều đồng giá là 9.800.000, bao gồm phí ship em báo giá rõ ràng và tất cả sản phẩm em đưa lên này là hoạt động hoàn hảo. Sản phẩm chắc bãi về chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Và riêng hai con hồi gỗ chi vàng trước mấy các bác thì nó đẹp và là trên 95% luôn. Và một con khủng long nhất nhì của hãng Pioneer chỉ dưới một em thôi, đó là con Pioneer Edit 1280 chỉ dưới con 1980 thôi nha các bác, cũng là đẹp long lanh luôn, không điểm trừ và giá nó bao tốt cho các bác. Chỉ một em duy nhất, các bác mình muốn sở hữu một con khủng long của Pioneer thì liên hệ cho em 1280. Và những model khủng của Pioneer như là 1250, 1280, 1980 là hết số, nói chung con này chỉ dưới một con của hãng thôi nha. Và tiếp tục về 6 bộ mixer cặp bến cho các bác. Mới ngày hôm qua là hết hàng mixer luôn nha các bác. Và nè, đã về được thêm là 6 bộ, 3 bộ 87A và 1 bộ Beta 58A và 2 bộ SM58. Và giá bộ mixer là SM58 là giá 8.500.000 này, Beta 58A là giá 10.000.000, còn Beta 87A là giá 13.000.000. Một bộ hai tay thì giá là 25.000.000. Đây bộ hai tay em gift cho các bác, bộ hai tay rồi đấy, hai tay 87A luôn, 25.000.000. Còn các bác mua lỉ một tay là 13.000.000 nha, bao gồm phụ kiện đầy đủ cho tất cả các bác về chỉ việc cắm vào vang và chúng ta ngưu nga karaoke gia đình thôi. Đối với mixer là đỉnh của thế giới rồi, nên khi các bác đã xài mixer rồi thì không cần nghĩ ngợi gì tới mic mấy gì nữa, không cần, cứ dạy xài mic luôn. Tại xua thì đỉnh rồi các bác, cơ bản là các bác có tài chính thì mình chơi xua luôn, chơi một lần nó đẳng cấp, hát sướng xịn sò. Và thứ hai là không cần phải nhiều năm phải đổi liên tục như những bộ mixer thông thường. Thì nhiều các bác mua 2 mic 3-4 triệu đấy, mixer thị trường rồi các bác. Các bác đổi tới lần 3 bộ vậy thì nó bằng mất bộ mixer rồi. Nhưng mà trong khi đó 3-4 năm đó các bác đổi mic hay là nâng cấp hay là nó hư gì đó, những cái bộ mixer thị trường thì nó hư đó, đồ xịn nó khác. Mixer thì nó dòng cao cấp rồi các bác. Thứ nhất bền, thứ hai là sang, đẳng cấp, hát sướng, hát ở đỉnh rồi. Trong khi các bác trong vòng mấy năm các bác nâng cấp hoặc là mua 3 bộ mic đi thì nó bằng mất bộ mixer rồi. Thì đấy, thì em tư vấn là các bác nếu đã chơi thì nếu có tài chính thì mình chơi mixer. Và xua thì em báo rồi, SM58 là 8.500.000, Beta 58A thì được này về một tay thôi, một bộ tâm Beta 58A giá 10.000.000, còn 3 bộ Beta 87A thì 13.000.000, bao gồm pin sạc đầy đủ cho các bác nha. Và hai cặp 301 series 2 đẹp xuất sắc, vuông thành sắc cạnh, đẹp cấu cạnh nha, độ đẹp trên 90% hết, bao riêng tuyệt đối. Series 2 giá là 9.800.000, chuyển khoản đủ vẫn bớt 200.000 nha các bác. Tất cả sản phẩm bên đây là khi các bác chuyển khoản đủ thì đều bớt 200.000, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên đấy. Còn những cái sản phẩm đắt tiền như con 1280 này thì nếu chuyển khoản đủ lại bớt 1%, có nghĩa là bớt khoảng 300-400.000 đây các bác. Đó là tiền phí thu hộ, nếu mà các bác chuyển khoản đủ thì không có phí tốn phí thu hộ tiền, nên em sẽ bớt thẳng vào sản phẩm luôn để các bác có hiểu rõ tại sao lại bớt tiền đấy. Chứ còn mà các bác cọc tiền thì nó lại tốn phí thu hộ, bên giao nhận họ thu hộ 10.000.000 là họ lấy phí 100.000 rồi các bác. Đây là con 1280 nha, các bác thấy đồ mới chưa, đấy long lanh luôn nha. Những em làm những con tàu hàng sưu tầm thôi. 1280 là model đứng thứ hai của hãng và có đồng hồ vu. Con này giá 38.000.000 nha, bảng cao nhất luôn nha các bác, bảng 4 cầu điện luôn nha. 4 cầu điện. Chạy cầu ABC A cộng B, nói chung những con này thì khủng rồi các bác. Đây có thấy đồ mới chưa? 1280 nha, 4 cầu điện. Bảng 4 cầu là bảng cao nhất nha, còn bảng 1 cầu nó có hai bảng, bảng 1 cầu và bảng 4 cầu. 4 cầu thì tiện hơn các bác. Hiện tại là nó từ Mỹ về đang để điện là 110-120. Các bác có thể chuyển cầu qua điện 220 mình xài gia đình, hoặc là để nguyên như thế cũng được, hoặc là xài điện 100V thì chuyển tăng qua 100V. Con này em đang giao các bác là giá 38.000.000, sexy 7 màu nha, rất là đẹp, rất xuất sắc luôn nha. Một con duy nhất bác hồi danh tè alo cho em. Và hai con hồi gỗ chi vàng của Sansui, 607 XD Card và 907 XD Card. 607 XD Card em đang giao các bác là giá 8.000.000 bao ship, còn 907 XD Card là giá 13.000.000 bao ship nha. Mình nói về đồ đẹp thì không cần bàn nha, bắt những con này thì trên 95%, tại vì những dòng XD Card là dòng đời cao. Model XD Card thứ nhất là trưng bày đẹp và thứ hai là tiếng nó hay quá. XD Card chỉ có model 607 XD Card thì nó có hồi gỗ chi vàng này, trưng bày đẹp nữa,
Thế còn những dòng như S67 LXR thì nó không có hồi gỗ nên nhìn nó rất là trụi trụi. Cái dòng XDCAT á, các bác ngoại bác rất là thích, bởi vì các bác ngoại bác hay chơi những dòng loa Pioneer thì 67 XDCAT ghép những được cả những dòng 180A đánh rất bắt 30 khỏe, 230W nha các bác, 230W đánh hai cầu loa AB A kèm B. Có loa nét đầy đủ cho các bác và âm thanh nổi, vân vân, chạy 8 sò. Và 97 XDCAT thì nó khủng, nó 370W nha. Con này các bác đánh những dòng HBM 100 như rất là mượt ngon. Những dòng loa Pioneer, xanh xui vân vân. Nhật Mỹ thì đánh rất tốt, rất mới nha các bác. Đây các bác thấy này, độ mới đó nha, mới lắm. Các bác nhìn phía sau những con XDCAT này, à sẵn nhìn luôn con Pioneer đấy, thấy phê chưa. Đây các bác thấy trạm loa này, nó mới đấy. Hay phía sau, phía dưới là còn 1280 nha các bác. Đó là những bộ mixer các bác đấy. Đây là bộ hai tay em đang ghép nối cho các bác rồi. Bộ là bộ hai tay Beta 87A này. Các bác lấy bộ hai tay này là giá 25 triệu. Còn các bác lấy một tay bộ lĩa thì giá là 13 triệu nha. Hay một đây. Thì tổng này là sáng nay về được 3 bộ 87A này. Một bộ S Beta 58A này, một bộ 5 Beta 58 thì chứ về được một bộ nha các bác. Và về được hai bộ SM 58 này. Đấy. Hai bộ SM58 toàn đẹp xuất sắc nha các bác. Những bộ này em đều đấu mạng về hết, mạng bay về hết. Và những bộ Mixu này là hàng xài lướt các bác. Bên nước ngoài nó xài chỉ một lần là họ đưa ra cho dân buôn thôi nha các bác. Ca sĩ bên đó rất là kỹ chứ không như ở mình đâu. Ở mình thì xài đa số các bác thấy lên những cái live show các bác, đa số là xài mic 7 hết. Trấn Thành cũng cầm hay cầm những cái tay này các bác. Trấn Thành này hay cầm tay này này. Tại vì sao các bên đó họ kỹ và ca sĩ họ rất là quan trọng về cái việc mic nha các bác. Họ chỉ hát một lần và khui mic mới rồi họ hát thôi. Và bên đó giá thành nó cũng tốt, giá thành nó không bị thuế như về mình. Như những bộ mixer này về Việt Nam bán chính hãng thì nó lại đem, nó dính thuế nữa nên nó rất là cao. Như bộ này các bác mua đập hộp ở Việt Nam chính hãng thì nó rơi vào khoảng là nhân 2 giá tiền hay là nhân 2.5, nhân khoảng 2.5 nha các bác. Nhân 2 không đủ đâu. Bộ này họ mua này 25 triệu điện, nếu các bác mua mới nó khoảng vào đầy đủ phụ kiện khoảng là 70 đấy, tầm đó. Tại vì thuế nó ăn có đóng rồi. Mic 7 vẫn là lựa chọn hàng đầu nha các bác. Hàng bên em là hàng đẹp hết nha, hàng lựa hàng tuyển hết nha các bác. Sử dụng 4 cầu điện nha các bác. Đầy đủ phụ kiện. Đấy, em báo giá hồi nãy rồi. SM58 là 8 triệu rưỡi này. Beta 58A có một bộ này, 10 triệu, còn Beta 87A là 13 triệu. Samsung 67 XDCAT là giá 8 triệu và 97 XDCAT là 13 triệu, đồ đẹp không cần bàn luôn. Và con này cũng vậy, con này 38 triệu nha các bác. Pioneer Edit 1280 khủng long chỉ dưới một em thôi. Và loa loa thì đẹp xuất sắc đó nha các bác. Em tháo lại căng để các bác cùng xem, bác lấy alo cho em nha. Vâng, đây là tiếng loa nha bác, loa đẹp xuất sắc đó nha. Tiếng loa đúng cặp, tiếng loa bass đều nhiều nha các bác. Đúng cặp, đây là cặp trên này, đây là cặp dưới này các bác. Cặp dưới là gân xanh nha, gân xanh rêu, và cặp trên là gân nâu đen. 9 triệu 8 một cặp chuyển khoản đủ là còn 9 triệu 6 nha, bao ship nha các bác. Bao ship là 9 triệu 6 là nếu chuyển khoản đủ á. Còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên, giá là 9 triệu 8 nha các bác. Đấy, 9 triệu 8 các bác sở hữu được một cặp loa Boss 301 Series 3, Series 2, con này Series 2 nha bác, thùng vàng nha, Series 2 thùng vàng. Đúng cặp, cặp trên và cặp dưới là gân xanh rêu. Còn cặp trên là gân đen, bác nào chọn cặp nào cũng được, đều đúng cặp trùng seri hết nha. Tất cả bao riêng tuyệt đối, lo chắc bãi về, khung thành sắc cạnh nha. Giá là bao tốt cho các bác, đó là 9 triệu 800, chỉ còn đủ là còn 9 triệu 6. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại này. Và kết bạn Zalo qua số này nha cũng được nha. Đấy.